Năm 2018, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các bộ, ban, ngành chức năng đã thực hiện tốt công tác lồng ghép việc thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước. Tại hội nghị tổng kết cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, năm 2018, thông qua cuộc vận động đã giúp người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu, nhận biết các mặt hàng sản xuất trong nước, các sản phẩm địa phương. Riêng Bộ Công Thương đã có tới hơn 7.200 bài viết về cuộc vận động, triển khai được 114 đợt bán hàng Việt về nông thôn, 150 đợt khuyến mại, 115 hội chợ hàng Việt, xây dựng hơn 100 điểm bán hàng Việt cố định, tổ chức thành công lễ trao thưởng, sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động, tuần nhận diện hàng Việt với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam trên toàn quốc. Năm 2019, để cuộc vận động đạt được hiệu quả cao trong thời kỳ hội nhập sâu rộng hiện nay, các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm gồm tiếp tục triển khai và tuyên truyền chỉ thị, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện cuộc vận động, ban hành, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích, sản xuất bảo vệ thị trường trong nước phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Tiếp tục triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống phân phối hàng Việt.